Đánh bóng làm gì? Chán bó xử này. Đói chưa? Đói rồi. Thế kiếm gì ăn? Đi ra kia ngồi đi. Ra đây ngồi chơi đi. Ngồi chơi đi. Ngồi đi. Hay đi. Nghĩ xem bây giờ thích ăn cái gì? Hay làm gì? Nghĩ về tương lai. Tương lai thì đâu? Tương lai. Bà này bà nghĩ về tương lai á. Nghĩ về tương lai. Ai bây giờ làm thi cuộc thi đầu bếp nướng chân gà này. Ok. Nướng chân gà đi. Ok. Thế bây giờ một đứa đi chặt lá chuối, một đứa về lấy than. Còn đâu chú về chú ăn trộm chân gà của vợ. mang ra đây nướng nhá. Damn! Nha, bây giờ nhà Ngọc Anh có ra than đúng không? Về lấy than. Kim Anh về đây gia vị, anh đi chặt lấy hai vào tàu lá chuối tí ngồi ăn đây. Nhá. Anh chặt nó giờ một hai dầu nó chuối to nhá. Rồi bây giờ đi nhá. Được chưa, mang đủ các thứ ra chưa? Ok. Bây giờ đứa nào biết làm món chân gà nướng siêu cay này? Ai năm hôm nay làm cấp cay cấp độ 10. Thế bây giờ một đứa đi nhóm than lên. Ô bằng này than chắc không đủ nhá. Thế một đứa ướp. Hả? Thế một tí nữa một cầm để chú coi không bổ dọc ra. Đấy đúng rồi. Bóp đây, ướp đây. Kim Anh tay sạch nhé. Tí được ăn mà đừng có đòi ăn nhiều. Ướp từ trên xuống dưới, ướp từ dưới lên trên. Đấy cho nó ngấm đều vào. Không để tí ban giám khảo chấm điểm thử xem nó chất lượng như thế nào. Ui cái chân này to thế, đây là cái chân to, bóp cái chân to đây này. Đấy cái đấy, tí mình phải ăn cái đấy mới bỏ. Tí rửa, Kim Anh ơi, ăn phải chịu chứ. Không, Kim Anh không muốn ăn thì Kim Anh. Đấy đi. Ánh châm lửa được chưa? Xem nào, xem cái độ châm nhóm lửa xem nào. Nồi lửa lên chưa? Cái đấy có khô không? Được chưa, ướp chuẩn bị được chưa? Sắp được chưa? Nghĩ về tương lai. Cuộc sống sau này. Bà này bà nghĩ về tương lai, bà này bà nghĩ về tương lai đi. Thế mà, còn bà này bà nghĩ về cái gì? Nghĩ về gì? Nghĩ về sau này lấy ai làm chồng. Còn anh Tô kia đó nghĩ về cái gì? Nghĩ về cái gì? Anh nghĩ về cái gì? Ông nghĩ về tương lai không? Nghĩ tương lai như nào? Hả? Nghĩ về tương lai cái gì mà ông cụ tương lai? Được chưa? Than được chưa? Đâu? Nhiệm vụ của than đâu? Chân thì được rồi. Được chưa? Ướp ngấm chưa? Ngấm rồi đấy. Bây giờ đi rửa tay đi. Đi rửa tay xong về đây tí lấy đũa gắp. Gắp vào chén. À nhưng xem là tí về một đứa nào nước chấm nhá. Tí nữa đứa nào làm nước chấm đi. Ôi. Thế vừa nãy có để lại ít ớt để làm nước chấm không? Đây, còn đâu? Tí đại ca đi chấm cay không? Hả? Chấm siêu cay không? Hả? Thế bây giờ phải đi lấy bảo chị Ánh về lấy chanh. Thế quất đúng rồi. Chị Ánh còn chanh không? Ánh tôi về lấy chị. Đúng rồi, bây giờ tí bi bên này chị Ánh đi bứt chanh nhá. Hai chanh. Quất rồi. Quất cũng được.
Hai chị em đi bứt để tí về là làm nước chấm. Quất này quất siêu mini à? Rồi. Bây giờ chuẩn bị cho ấy vào đây, cho vỉ vào đây. Cho một người cho vỉ vào đây. Không, cho nó cháy một tí cho nó có than đã. Siêu đầu bếp. Dạ. Anh ấy nhặt cái than nhắm ở chỗ góc kia. Cái than này. Đấy, đúng rồi, xem thế. Xéo một vỉ đấy hết. Xếp nhặt ngồi ra bên kia, nhặt thả vào bên kia. Than này. Ui, cái chân này to thế. Ui, cái này với đại tá này. Đấy, trong một cái đĩa đấy hết đấy chú đồng. Cái này hết. Đẹp phết thôi. Ui, Lê bảo không tính gần rồi nó nóng máy. Vừa đủ. Bơ. Cái kia là sắp dụng rồi kìa. Đây này, cái bên này này. Quá. Thơm thế nhỉ? Không chơi gì đã thơm quá. Tí nào cho được lách gục ở đây. Lại ra mày mặc áo. Lỗ. Đi ra đứng đấy khói đi. Người, cho bố mua đâu ấy. Này, còn đây là người pha chế nước chấm. Cho cái này vào nhá chú Đông. Cái này này. Cho hết luôn nhá. Cho hết những gia vị ở đây nhá. Mỗi thứ một tí, đừng cho nhiều. Một tí thôi em ơi. Được chưa? Mỗi thứ một ít. Nhanh nè, chân sắp chín rồi đây này. Chân sắp chín đến nơi mà nước chấm còn chưa được. Thơm. Đang bay mùi rồi đây này. Còn bà Ánh Sổ thì bà đang ngồi đây, bà nghĩ về cuộc đời. Thôi. Bà nghĩ về sau này bà có người yêu không? Thế bây giờ con Mi này, dạ. Mày nghĩ về tương lai chưa? Chưa. Sao lại chưa? Không ơi, bằng này được chưa? Như tương lai gì hả? Được rồi, bây giờ ngoáy tí. Đũa Kim Anh cho. Cái đũa kia, đũa đang ấy rồi. Cái gọt cái cọng chuối cái gì ngoáy cũng được. Bố ấy cắt cháy bỏ lại chưa? Chứ làm gì nó chín mà được. Cháy rồi. Cháy làm sao được? Rút than, rút cái này ra. À, rút cho than này ra. Đấy. Núc hồ thì không thấy đứa nào. Bây giờ thế thì bắt đầu đến đông dần. Đâu thằng Minh này. Thằng Minh đâu? Thằng Minh đâu rồi? Thằng VD đâu? VD đâu rồi? Minh VD nó chưa đến à? Hả? Đảo đi. Giờ đi vàng rồi, sắp được ăn rồi. Hôm nay mà ngon giòn từ dày đi chiên cho con Ngọc con làm được. Có lúc cháu cũng làm không ngon đâu. Bà kia bà chỉ ngồi bà chờ bà ăn thôi. Làm ngon hôm nào ta làm bữa cánh về nữa nướng. Mạnh vào. Mình phải có vũ điệu riêng của mình chứ. Đúng rồi, nặng mạnh lên, nắc mạnh vào mông cứ phải mạnh vào. Làm vì đam mê chứ không phải vì ăn đúng không nhỉ? Tí chuyện vậy để ngửi thôi chứ không ăn đâu đúng không nhỉ? Nghĩ về tương lai. Làm ấy không phải để ăn đâu. Hai cái chân là một con đấy mày. Nhanh.
Mày không tính được hả? Thôi mi mi đừng cho nữa, cháy mi rồi, đừng cho nữa. Cái con này nữa. Nó cắn nhịp cái mi hai con dưới. Nhanh. Con này nó toát một hôi đít ra rồi đây này, mắt đỏ rồi này. Ôi từ từ không có để lên đấy mà chả được. Bây giờ có phải về tỉa đi kìa. Anh ơi, về đi, tất cả về đi, có việc đi. Chân gà 5.000 10 kg. Anh em 2 triệu một cái lấy không? Bạn ăn nha. Đây. Thơm ngon mời bạn ăn nha chứ. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Đây không chờ bạn mà ăn liền nha. Thứ nào phát được cả nghĩ thế nào? Đứa nào ướp? Cái không? Mình ướp không?